Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương, đơn vị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10 tháng 6 năm 2024, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất hiệu quả, ưu tiên các nguồn lực bảo đảm hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh phối hợp hỗ trợ các địa phương xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn đã có điện lưới quốc gia hoàn thành trước tháng 12 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 2463 về chuyển đổi sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia sang VNEID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Công dân sẽ đăng ký, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNEID. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kết nối, tích hợp đăng nhập một lần SSO với tài khoản định danh điện tử của tỉnh, đảm bảo chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh sang VNEID trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Bắt nhịp với xu thế này, phụ nữ Ninh Thuận đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Hiện nay, nhiều phụ nữ đã chủ động tham gia sàn thương mại điện tử, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên bản tin tại huyện Ninh Phước. Câu lạc bộ gốm Bầu Trúc ở khu phố Bầu Trúc thị trấn Phước Dân, Ninh Phước được thành lập vào cuối năm 2023 với 29 phụ nữ tham gia. Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, câu lạc bộ đã lập fanpage, nhóm chat Zalo để hỗ trợ nhau, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường. Do đó, việc tiêu thụ sản phẩm khá thuận lợi. Hiện 80% sản phẩm của câu lạc bộ được giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội và kênh bán hàng trực tuyến. Từ ngày các chị em biết sử dụng các trang mạng và chị em đã biết tạo ra lập Facebook để bán hàng trên page riêng của mình, và nhờ đó mà sản phẩm gốm được bán ra nhiều hơn và được nhiều du khách ở trong nước cũng như ngoài nước đã tìm hiểu và đặt hàng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Châu Rễ hiện có 20 hectare sản xuất mang tây xanh, sản lượng từ 5 tạ đến 1 tấn trên một ngày. Để tiêu thụ số lượng lớn mang tây xanh, ngoài bán sản phẩm tươi, hợp tác xã đã chế biến các sản phẩm như trà mang tây, nước ép mang tây và đăng bán qua các kênh Zalo, Facebook, TikTok. Nhờ cách làm đó đã mang lại doanh thu mỗi năm hơn 3 tỷ đồng. Thấy cần mang tay là alo cho Châu Rễ, từ Châu Rễ là giới thiệu rộng rãi trên Facebook, rồi trên Zalo, rồi trên TikTok. Thấy cần từ Blocky và cô là Châu Rễ sẽ cung ứng sản phẩm đầy đủ, đúng thời gian. Để tạo điều kiện cho phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước phối hợp với ngành chức năng và địa phương tổ chức các lớp đào tạo tập huấn kiến thức về công nghệ số cho hàng trăm phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh. Qua đó giúp chị em nâng cao kiến thức, tiếp cận công nghệ, góp phần quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong dịch vụ sản xuất kinh doanh thì chị em lấy sử dụng cái mạng TikTok, nó cái ứng dụng TikTok thì chị em tải những cái hoạt động hàng ngày của sinh hoạt các dịch vụ sản phẩm lên cái nhóm cái ứng dụng TikTok, thì thực ra là cái này rất là nhanh và chị em nắm thông tin, thậm chí trong và ngoài tỉnh đều biết đến cái sản phẩm. Lựa chọn bán hàng trên sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội không bị giới hạn về khoảng cách địa lý và có thể tiếp cận đa dạng khách hàng trong tỉnh, trong nước, thậm chí cả nước ngoài. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến đã giúp nhiều phụ nữ Ninh Thuận phát triển sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Thưa quý vị và các bạn, bản tin chuyển đổi số hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.